Question 74. Under the California Civil Code, if a broker was showing real property to a prospective purchaser where someone had died 5 years earlier, that fact would be considered A. a material defect required to be disclosed, B. not required to be disclosed, circa a material defect but only required to be disclosed if the death was non-accidental, D. any of the above, at the discretion of the broker. Correct answer is B. not required to be disclosed. A death on a property is a material fact that must be disclosed, but only if the death occurred within 3 years of the date of the offer to purchase or rent. Câu 74. Theo Bộ Luật Dân sự California, nếu một người môi giới cho người mua tiềm năng xem bất động sản mà có người đã chết 5 năm trước đó, thì sự thực này sẽ được xem xét. A. Một khiếm khuyết quan trọng cần được tiết lộ. B. Không bắt buộc phải tiết lộ. C. Khiếm khuyết vật chất nhưng chỉ được yêu cầu tiết lộ nếu cái chết không phải do tai nạn. D. Bất kỳ điều nào ở trên, theo quyết định của người môi giới. Đáp án đúng là B. Không bắt buộc phải tiết lộ. Cái chết trong một tài sản là một sự thật quan trọng phải được tiết lộ, nhưng chỉ khi cái chết đó xảy ra trong vòng 3 năm kể từ ngày đề nghị mua hoặc thuê.